Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung như sau: Hà Nội nghi vấn phản đối thu phí BOT, tài xế bị đánh gãy xương sườn. Một tài xế ở Hà Nội bị nhóm đối tượng bắt lên xe ô tô rồi đánh thâm tím vùng ngực, gãy hai xương sườn. Đáng chú ý, tài xế này là một trong số những người từng tham gia phản đối việc thu phí ở các trạm BOT trong nước. Chiều ngày 29 tháng 1, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tuấn Hoàng, trưởng công an phường Thủy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra xác minh thông tin vụ anh Hà Văn Nam, 38 tuổi, trú tại địa phương bị nhóm đối tượng lạ mặt bắt cóc đánh đập dã man. Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 28 tháng 1, anh Hà Văn Nam đang ngồi ở một quán nước gần nhà thuộc địa bàn phường Thủy Phương thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng lạ mặt ngồi trong xe ô tô gắn biển số 29B40960 bắt lên xe. Họ trói cả hai tay, hai chân và dùng túi bóng chụp đầu, rồi dùng gậy đánh tôi trong xe ô tô. Họ vừa đánh vừa chạy xe lòng vòng, sau đó họ đẩy tôi xuống đường ở trước cửa bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng, anh Nam kể lại. Theo lời anh Nam, do sự việc diễn ra quá bất ngờ nên anh không kịp phản ứng. Một người thân anh Nam cho biết, trước khi anh Nam bị đánh, xung quanh nhà của anh liên tục xuất hiện những người lạ mặt. Đến chiều ngày 28 tháng 1, anh Nam được đưa vào bệnh viện 198 Bộ Công an để điều trị trong trạng thái tổn thương lồng ngực, chấn thương ngực kính, gãy xương sườn, 9-10 bên trái. Theo tìm hiểu của phóng viên, anh Hà Văn Nam là một trong những tài xế tham gia phản đối việc thu phí ở các trạm BOT. Gần đây, anh Nam cùng nhiều tài xế khác tiếp tục phản đối trạm BOT Bắc Thăng Long, Hà Nội. Do tuyển công ty cổ phần BOT Vitramit 8 làm nhà đạo thầu. Trả lời phóng viên, anh Nam khẳng định gần đây không xảy ra khúc mắc mâu thuẫn với ai. Phỏng đoán về nguyên nhân bị đánh, anh Nam nói, có thể do thời gian qua tôi tham gia phản đối các trạm BOT nên bị đánh. Hiện vụ việc anh Hà Văn Nam bị đánh do nghi vấn phản đối BOT đang được điều tra làm rõ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy đăng ký và đừng quên like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Xin cảm ơn.